đánh các con tướng địch này thì sẽ rơi ra ba loại nguyên liệu để mình đi kiếm các con tướng chính lên. À mình quên, để đổi viên thiên phú sĩ khí. Ok, khi đánh tới con boss này thì mình cần đánh nhiều lần mới thắng được. Đánh thì mình đã diệt được nó.
khi đánh xong 10 con này thì sẽ được quay thưởng.